liên quan đến vụ sập cầu Phong Châu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ nhận định có khả năng phần còn lại của cây cầu này sẽ bị sập, nên cần áp dụng các biện pháp an toàn. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra đang thụ lý điều tra nguyên nhân vụ đổ trụ cầu T7 và hai nhịp cầu N6, N7 của cầu Phong Châu, thuộc km 18.300 quốc lộ 32C, nối huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vào ngày 9 tháng 9. Ngày 26 tháng 9, khi tiến hành khảo sát phần cầu còn lại, phía nối với xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao. Cơ quan cảnh sát điều tra nhận thấy mặt cầu nhịp số 5, N5 đã bị nghiêng ra ngoài phía lòng sông Hồng, có dấu hiệu trụ T6 bị sụt lún. Các nhịp cầu số 4, 3, 2 có dấu hiệu bị vặn nghiêng theo chiều dòng chảy của sông Hồng. Các khe co giãn nối giữa các nhịp cầu bị giãn ra nhiều so với thiết kế ban đầu. Theo nhận định, có khả năng phần còn lại của cầu Phong Châu sẽ bị sập bất cứ lúc nào. Để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của quần chúng nhân dân, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề xuất kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ thành lập tổ công tác đánh giá sự an toàn phần còn lại của cầu Phong Châu để có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, chỉ đạo các ban ngành có liên quan áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ phần còn lại của cầu Phong Châu bị sập đổ, gây mất an toàn tính mạng, tài sản của quần chúng nhân dân. Chỉ đạo thành lập tổ giám định, xác định nguyên nhân đổ trụ cầu T7 và sập hai nhịp 67 của cầu Phong Châu và phân định rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định tại điều 46 nghị định số 06 ngày 26 tháng 1 năm 2021 của chính phủ. Chiều ngày 26 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi. Tại tờ trình, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, chính phủ đề xuất đưa đồ uống có đường với hàm lượng đường trên 5g trên 100ml vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó, dự thảo luật dự kiến mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường với hàm lượng đường trên 5 g trên 100 ml là 10%. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, việc này nhằm thực hiện chủ trương về bảo vệ sức khỏe nhân dân, khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và Bộ Y tế về thực tế bệnh tật liên quan đến đồ uống có đường tại Việt Nam kịp thời ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng thừa cân béo phì đáng báo động ở trẻ em và thanh thiếu niên, nhằm dự phòng giảm thiểu rủi ro bệnh tật và gánh nặng y tế đối với bệnh không lây nhiễm. Cùng với đó, nâng cao nhận thức và hạn chế tiêu thụ đồ uống có đường mang lại lợi ích về sức khỏe cộng đồng, đặc biệt đối với giới trẻ, thế hệ tương lai của quốc gia phù hợp với thông lệ quốc tế. Thẩm tra nội dung này, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, đa số ý kiến tại cơ quan thẩm tra nhất trí với việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước giải khát có đường. Ngược lại, một số ý kiến đề nghị cân nhắc việc bổ sung nước giải khát có đường vào đối tượng chịu thuế. Lý do là mức tiêu thụ nước giải khát có đường của Việt Nam không cao. Số lượng các quốc gia quy định thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước giải khát có được hiện nay không nhiều. Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 diễn ra vào tháng 10 tới, dự án luật dược sửa đổi sẽ được chính phủ trình quốc hội thảo luận thông qua. Vấn đề được nhiều người quan tâm đó là luật sẽ tạo ra những cơ chế thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp này theo hướng đổi mới sáng tạo, tiến bộ công nghệ và chuyển đổi số. Điều này sẽ giúp doanh thu của ngành đạt 20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2045 như kế hoạch đã đặt ra. Giá trị ngành dược phẩm Việt Nam đã tăng mạnh từ mức 2,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015 lên mức 7,6 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Việt Nam được xem là một trong những thị trường chiến lược và tăng trưởng nhanh chóng của khu vực ASEAN với các tập đoàn đa quốc gia. Chúng tôi cam kết mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến để xây dựng một tương lai khỏe mạnh hơn cho người Việt Nam thông qua việc mở rộng khả năng tiếp cận thuốc và tăng cường hợp tác với các đối tác để cùng hướng đến mục tiêu chung là cải thiện sức khỏe cộng đồng được đánh giá là có tiềm năng, nhưng ngành y dược của Việt Nam vẫn chưa thực sự hấp dẫn với các nhà đầu tư ngoại. Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện ngành y dược mới chỉ thu hút được 160 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với vốn đăng ký 1,8 tỷ đô la Mỹ từ 22 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Việt Nam có thể tiếp tục thu hút đầu tư bằng cách cung cấp những chính sách ưu đãi về thuế, đơn giản hóa quy trình cấp phép cho thuốc chuyển giao công nghệ. Ngoài ra, việc giảm gánh nặng thủ tục hành chính liên quan đến các mô hình chuyển giao công nghệ có thể thu hút nhiều đầu tư từ các công ty đa quốc gia và về lâu dài sẽ thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành sản xuất dược phẩm, song song với việc duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu tại hội thảo đổi mới sáng tạo liều thuốc phát triển ngành y dược được diễn ra trùng hợp với thời điểm quốc hội chuẩn bị xem xét thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược với nhiều cơ chế chính sách mới trong thu hút đầu tư tư nhân nói chung thu hút đầu tư fdi nói riêng chúng tôi hoàn toàn phấn khởi và ủng hộ những điểm mới tích cực trong dự thảo luật hiện nay với những chính sách ưu đãi đặc thù để phát triển ngành dược như việc cải thiện một số quy định liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đưa ra các ưu đãi khuyến khích cho hoạt động gia công, chuyển giao công nghệ thuốc mới, thuốc phát minh cũng như các hoạt động nghiên cứu phát triển. Tôi hy vọng đó là một cái bước tiến rất lớn rất cơ bản để giải quyết nhiều vấn đề. Nhưng trong đó có một vấn đề rất quan trọng là phát huy được cái ngành công nghiệp dược ở Việt Nam chúng ta. Các chuyên gia kỳ vọng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 sẽ tạo điều kiện thông thoáng hơn về thủ tục pháp lý, nâng cao năng lực cho cả cơ quan quản lý nói chung và ngành dược nói riêng, hướng tới mục tiêu đạt doanh thu 20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2045. Bộ Tài chính mới đây đã công bố dự thảo nghị định về giảm tiền thuê đất năm 2024. Lý do là vì người dân và doanh nghiệp các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 và mưa lũ. Ngoài ra, việc giảm tiền thuê đất thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ về các giải pháp nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế. Mức giảm tiền thuê đất được Bộ Tài chính đề nghị theo hai phương án. Phương án 1 là giảm 15% và phương án 2 là giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2024. Mức giảm tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2024, không giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước và tiền chậm nộp. Để được hưởng chính sách, người thuê đất chỉ cần nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất đến cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền. Người thuê đất phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất. Nếu phương án 1 được thông qua, mức giảm là 2.000 tỷ đồng. Còn với phương án 2, mức giảm là 4.000 tỷ đồng. Từ chỗ tồn đến 15.800 hồ sơ thuế nhà đất, đến nay thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn tồn 9.150 hồ sơ, tính cả hồ sơ mới nhận từ đầu tuần đến nay. Đại diện cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn tồn 9.150 hồ sơ. Sau khi hồ sơ thuế thông, số lượng hồ sơ thuế đất mới được nộp vào tăng rất nhanh mỗi ngày phát sinh thêm mới vài trăm bộ hồ sơ. Riêng ngày 26 tháng 9, phát sinh 500 bộ hồ sơ mới. Tuy nhiên, cơ quan thuế đã đẩy nhanh tiến độ xử lý hết mức có thể. Do vậy đến nay, chỉ còn tồn 9.150 hồ sơ, tính cả số hồ sơ thuế đất mới lẫn cũ còn tồn. Trước đó, ngay sau khi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có văn bản cho phép sử dụng bảng đất giá hiện hành để tính thuế, trong lúc chờ ban hành bảng giá đất mới, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo khẩn yêu cầu tri cục trưởng các tri cục thuế phải ưu tiên tập trung nguồn lực để giải quyết sớm nhất các hồ sơ đất đai tiếp nhận từ ngày 1 tháng 8 làm việc cả các ngày thứ bảy chủ nhật đồng thời các tri cục thuế phải báo cáo tiến độ xử lý hàng ngày về phòng quản lý đất để phòng tổng hợp báo cáo lãnh đạo cục thuế thành phố hồ chí minh những đơn vị cá nhân thực hiện tốt sẽ được động viên khen thưởng kịp thời